rõ ràng là mình có vấn đề mình cần phải giải quyết và phải thay đổi đó. Nhưng mà cái áo của bà Lan lại nó không có vô, ăn với anh đội này rồi đội kia đội với nọ. Mời nhà thiết kế tiếp tục cuộc cạnh tranh quyết liệt với những thử thách ngày một khó khăn hơn. Ai sẽ là người ra đi và ai sẽ là người tiếp tục cuộc hành trình? Hãy cùng chờ đón tập 3 của Project Runway, nhà thiết kế thời trang Việt Nam, phát sóng lúc 20 giờ tối Chủ nhật ngày 12 tháng 5 trên kênh VTV3.